Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình đến chỗ nhà của anh Gấm nè, anh có giao lưu với anh em số mai nha. Ví dụ xin báo giá chi tiết, anh em nào thích hiện chiếu giao lưu cứ liên hệ trực tiếp với anh Gấm qua số điện thoại phần tiêu đề nha anh em. Rồi anh Gấm cho anh em biết là vị trí mình đây ở đâu anh Gấm. Dạ, chào cô chú anh chị em. Dạ. Ở đây địa chỉ là tại Long Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay mình giao lưu với anh em nhiêu gốc mai anh Gấm? Hôm nay về 3 gốc mai mới, còn 4 gốc cũ á. Dạ. Giao lưu thanh lý cho cô chú anh chị em. Rồi. Cây okay, này để giữ nha anh em. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Gấm? Cao 3 mét thôi. Còn cái tán ngang anh? Tán ngang khoảng 2 mét rưỡi. Mặt bông nó sao anh Gấm? À, bông nhỏ thủ đức. Cái này một cốt đi lên nha anh em. Thủ đức ghim. Cốt cành này là nguyên thủy ha, mình tạo lên anh Gấm. Cốt nguyên thủy. Đến dạ. Nhà có chỉnh sửa rồi ha anh. Rồi quay cho anh em tham khảo một vòng mua đế nha. Cũ nở đế đều nha anh em. Rất là đẹp. Cốt cành rất là lực nha anh em. Quay anh em gồng lên cho anh em tham khảo. Cái này đem về đây lâu chưa anh Gấm? Đem về được 2 ngày. 2 ngày anh. Bù đế quá à, xuất sắc anh em ơi. Gồng qua này anh em. Dọc đi lên nha anh em. Rồi anh Gấm vô đo em thử thông số khoảng nhiêu anh Gấm. Cây này nhìn sơ sơ tưởng hai thân mà thật sự có 1 thân nha anh em. Thân này là 41 hoành. Nhiêu anh? 41 hoành. 41 hoành. Đó đây là 36 hoành. 36 hoành. Rồi anh đo hết cho em cái bộ đế khoảng nhiêu anh? Bộ đế là hết bầu là khoảng 200. 200. Rồi cây mã số 1 là mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh Gấm? Triệu, 25 triệu là bao ship cho anh em là 200 cây số nha. Rồi. Mã số 2 nha anh em. Quay cho anh em tham khảo cái bộ tàng này nha. Chiều cao nó khoảng nhiêu ha anh? Cao nó 2 mét rưỡi. Còn ngang anh? Còn ngang 2 mét. Cái này một cốt đi lên nha anh em. Này, dàn dưới nè, quay cho anh em tham khảo dòng lên trên nha. Cái này khoảng nhiêu năm rồi anh Gấm? Để trồng khoảng 10 năm không? Mặt bông nó mình thấy không anh Gấm? À, bông nó là bông giáo Hữu Đức Gin ha. Giáo Hữu Đức Gin ha. Dạ. 82 cánh là sao? Dạ. Quay cho anh em tham khảo dòng của đế nha. Củ khá là nở nha anh em. Chi cành thì rất là lực so với cái hoành của gốc mai này. Một cốt đi lên anh em. Quay xa ra cho anh em tham khảo nha. Cây này mình đem về để lâu chưa hả anh Gấm? Đem về chiều hôm qua. Mới có ngày hả anh? Dạ. Đế dưới còn nữa không anh Gấm? Đế còn cắm sâu xuống mà tại em không khai thác đế. Tại cây nằm bồn á. Đế lông nó nhiều nên em để cho nó mạnh cây á. Rồi quay cho anh em tham khảo lại cái nữa nha. Rồi anh Gấm vô đo cho anh em tham khảo thử cái thông số nó khoảng nhiêu ha anh Gấm. Hoành chuẩn nhiêu anh? Đo đây là 31 hoành. 31 hoành. Rồi anh đo hết bộ đế đi anh. Đế cũng khá khá lớn ha. Bộ đế là 120. Rồi thoát thân luôn anh. Thoát thân là 30. Rồi sẵn tay anh đo mấy cốt cành luôn anh Gấm. Cốt cành này là 15. 15 rồi bên kia anh. Nhìn những cái cốt này thì nó na ná với nhau thôi anh em. 13. Chênh lệch nhau cũng không có nhiều đâu anh em. Cây nhìn cây khá là đồng thanh đồng thủ nha anh em. Cây mã số 2 này, thí dụ anh em nào thích thiện chiếm giao lưu là sao anh Gấm? Giao lưu anh em giá 10 triệu. 10 triệu. Bao ship 200 km. Rồi. Bên đây có góc số 3 nha anh em. Cây khá là đẹp nè. Cây này cũng mới đem về hả anh Gấm? Dạ, đem về nó từng lễ. Dạ. Chiều cao nó khoảng nhiêu hả anh? Cao 5 mét. Tán ngang anh. Tán ngang khoảng 3 mét 5. Cây này chưa gịch nha anh em, tàn nguyên thủy thiên nhiên luôn hả anh Gấm? Dạ, tàn thiên nhiên. Đây. Dưới này bộ đế nha anh em. Anh em coi bộ đế, đế bích bầu luôn nè. Đế khá quái nha, đế nơm xuống nha anh em. Đây, quay cho một vòng nha. Cây này khoảng nhiều năm rồi hả anh Gấm, biết anh Gấm? Cây này khoảng mấy năm luôn. Dạ. Đế cắm xuống nha anh em, nói chung thì anh em nào mà thích cái dạng cây mà nó có bộ đế như thế này á, thì anh em có thể tham khảo chi tiết gốc này từ dưới đi lên nè anh em. Chi cành nó
bắp, mà nếu mà cái này lá này kia nó ra đầy đủ thì cái cây này tàn khủng nha anh em. Nói chung thì mình gịch xuống thì khoảng tầm khoảng mấy mét ha anh. Nếu mình trần tàn khoảng 5 mét rưỡi anh. 5 mét rưỡi là khỏe ha anh. Đây dàn xương nè. Hồi xưa giờ người ta trồng nguyên thủy luôn, người ta đâu có trồng nguyên thủy luôn anh, trồng bồn. Dạ, cúc cành là bồn đây. Cúc cành là để cho thả tự nhiên luôn ha anh. Dạ. Cúc cành bên trong anh em. Rồi mình sẽ quay cho anh em một bộ đế thêm một vòng nữa nha. Và cái ảnh vô ảnh đo thông số cho anh em để anh em tham khảo. Đây. Nguyên cái bộ đế này nè. Đế này nhìn rất là đẹp nha anh em. Rồi em nhờ anh gắm vô đo cho anh em biết cái thông số của gốc mình khoảng nhiêu anh gắm. Mình đo đại nhiều thông số đi anh. Đo này. Đo này là 42. 42. Đo vị trí này là 46. 46. Rồi nồi đế anh ơi. Nồi đế hết bầu khoảng 220. 220. Rồi anh đo thoát thân luôn anh. Thoát thân trên cành số 1 là 45. Sáu đế xuống là nhiêu anh? Là 30. 30. Rồi. Rồi anh đo hai cái cốt này có khoảng nhiêu anh nhắm? Hai mươi chín. 29. Rồi cốt bên đây anh ơi. Đây là 26. 26. Cây mã số 3 này mình giao lưu với anh em là giá khoảng nhiêu hả anh Gấm? Cây mã số 3 này giao lưu với cô chú anh chị em giá 27 triệu bao ship 200 cây. 27 triệu bao ship cho anh em là 200 km. Mã số 4 nha anh em. Cây này chiều cao khoảng nhiêu hả anh? Cao 2 mét. Còn cái tán ngang anh? Tán ngang 1m8. 1m8. Để phía trong anh em. Đế này tạo từ nhỏ hay sao anh Gấm? Dạ, đế nằm tạo từ nhỏ. Đây một cốt với lên nha anh em. Quay cho anh em tham khảo dòng mũ đế nha. Đế đều đẹp nha anh em. Ngày xưa nằm chậu anh. Dạ. Yeah. 27 hoành. Rồi. Cây mã số 2 này mình giao lưu với anh em giá nhiêu anh? Mã số 4 này giao lưu với anh em giá 12 triệu. 12 triệu ha. Gốc tiếp theo mã số 5 nha anh em. Cái này chiều cao tầm khoảng nhiêu anh Gấm? Cao 2 mét. Rồi tán ngang nữa anh. Tán ngang hơn 1m8. 1m8. Đế nha anh em. Cái này cũng một cốt với lên nha anh em. Đứng rất là đều nha anh em. Quay sát sát cho anh em tham khảo mua đế nè. Một cốt với lên nha anh em. Thân lắc lượng. Mặt bông có sao anh? Bông dảo. Dảo Phú Yên nha. 7-12 ca. Dảo gì anh? Dạo Phú Yên. Dạo Phú Yên nha. Trong anh em. Rồi. Một dọc lên nha anh em. Rồi em nhờ anh gắm vô đo thử thông số bao nhiêu anh gắm. Để hết hồn luôn anh em. 29 của anh. Rồi anh áo sơ bộ đế của anh khoảng nhiêu anh? Một trăm rưỡi ha. Cái này mình giao lưu với anh em sao anh? Giá 12 triệu. 12 triệu, bao ship cho anh em là 200 km anh. Tiếp theo là mã số 6 nha anh em. Cái này một cốt quy lên. Chiều cao tầm khoảng nhiêu anh? Cao 2m5. 2m5. Đây mũ đế nè, quay cho anh em một vòng mũ đế nha, đế hết hồn nha. Đế rất là nở anh em. Đây. Cái này mặt bông sao hả anh Gấm? Dạ, bông dảo lá gai anh. Dảo lá gai ha. Bông từ 6 tới 15 cánh. 6 cánh đến 15 cánh. Dọc quy lên nè anh em. Cái này là mình bao bông cho anh em hả sao anh Gấm? Dạ, bao bông anh. Cái nồi đế này là xưa ra nằm ở đâu anh mà sao nó cuộn vô kỳ anh? Nồi đế thì nằm chậu từ nhỏ. Nằm chậu từ nhỏ ha. Cái này lâu năm chưa mà nồi đế bự dữ anh? Ba mấy năm rồi. Ba mấy năm rồi ha. Giờ em nhờ anh vô đo thử cái thông số khoảng nhiêu anh Gấm? Vị trí này là 32 hoành á. 32 hoành, rồi anh đo hết cái nồi đi anh. Nồi quá lớn anh em ơi.
khủng khiếp cái nào thiệt. Mình đến là 150 anh. 150 rồi, sẵn tay đó anh đo có thấp hơn giùm em luôn khoảng nhiêu anh nhá. Năm phân hả anh? Một tấc. Rồi. Cây này mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Giá 30 triệu. 30 triệu là bao ship cho anh em tặng luôn chậu hả anh Gấm? Dạ, bao ship luôn chậu luôn. Rồi, nói chung thì anh em cái cây nó thần chậu, anh em đem cái chậu về cây nó không có mất sức gì đâu nha anh em. Rồi, bắt đầu qua cái tiếp theo. Cái này mã số 7 phải không anh Gấm? Dạ. Cây này chiều cao tầm khoảng nhiêu hả anh? Cao 2 mét. Mặt bông nó sao anh Gấm? 72 cánh anh. Đây đế nè anh em, đế từ trên anh em nhìn xuống cái đế. Khá là kết bộ đế này. Một cốt đi lên nha anh em, thân lắc lượng. Bốn mặt đều như nhau nha anh em. Đây quay một vòng nha. Đế còn với còn nữa không anh Gấm? Dạ đế còn dưới đó anh. Ở chậu đấy. Rồi em nhờ anh vô đo em thử thông số khoảng nhiêu hả anh Gấm? Mình hơn nồi vị trí này là 27 hoành. 27 hoành rồi, nồi đế luôn anh. Nồi đế là 135. 135. Cái này mình giao lưu với anh em giá sao anh Gấm? Giao lưu với em giá 12 triệu. 12 triệu, bao ship cho anh em là 200 km tặng luôn chậu nha anh em.